lõi trong của bìm này này nó có nhiều những cái lỗ để thấm hút, thì mình thấy cái bề mặt này ấy, nó khá là giống với lại bông tẩy trang của chị em phụ nữ và nó cũng mềm như vậy luôn á. Xin chào các mẹ xinh đẹp, trên tay mình bây giờ đang là tã dán và tã quần đến từ Haki Platinum. Và đây là cái túi to bự mà Sóc đang dùng đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các mẹ siêu chi tiết về loại bìm này nhá. Xem có phải là đắt thì sát ra miếng không nha. Haki thì là một thương hiệu quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Thậm chí những người chưa có em bé, khi nhắc đến bìm thì có thể là Haki sẽ là cái tên đầu tiên bật lên. Nhưng cũng có thể là bạn chưa biết, theo một thống kê thì một năm trên toàn thế giới sử dụng 72 tỷ chiếc tã và bìm, thì 1/3 trong số đó đến từ Haki. Wow, quả là một con số ấn tượng đúng không? Haki thì có rất nhiều dòng bìm từ rẻ tiền tới đắt tiền. Và Haki Platinum, cái dòng này cụ thể là như thế này, Nature Made là dòng bìm được gọi là siêu cao cấp của hãng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái loại này nha. Mình nghĩ rằng với các mẹ mà đang tìm một sản phẩm đến từ thiên nhiên 100% cho con, thì có thể cân nhắc giữa Haki Platinum dạng Nature Made này và Muni Natural mà hôm trước mình đã review. Còn trong phần review tiếp theo này, mình sẽ so sánh một số điểm giữa hai bìm này nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình khi mà nhận cái túi bìm về, đây cái túi này, mình đã bóc cái túi này ra cho Sóc dùng rồi nên là trông cái dáng nó không được đẹp lắm. Nhưng mà đây, cả cái túi trông như thế này, trông rất là xinh đúng không? Trông kiểu đẹp, kiểu tây tây ấy, nhã nhã tây tây. Và đặc biệt là khi mà sờ vào cái chất liệu này thì mình cảm thấy là nó dám dám, kiểu sang sang ấy. Và có cảm nhận là ít ni lông hơn một chút, mặc dù không biết có phải là như vậy không. Thì đây là cảm nhận về cái vẻ bề ngoài, cái vỏ ngoài. Còn khi mà khui cái túi bìm ra và sờ vào cái bìm, cầm được cái bìm lên ấy, thì mình ưng luôn, bởi vì trong cái bìm nó rất xinh. Có lẽ đây là một trong những cái bìm xinh nhất mà mình thấy mình đã từng dùng qua trong các hãng. Này, cái hình thù rất là xinh. Và cái mà mình ưng nhất ấy là cái form bìm. Tức là nhìn cái form nó kiểu đứng đắn ấy. Tức cái form phải đứng đắn mà nó rõ ràng ấy. Đấy, cái form trông rất rõ ràng, đường nét, nó không bị kiểu rúm gió. Ví dụ như đây, mình có nhét một cái bìm ở đây tí để so sánh các bạn. Đây, so sánh với lại một cái bìm của một hãng khác cùng dòng tiền, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Cái này trông thế nào ạ? Trông nó cứ kiểu bị sộc sịch rúng gió. Còn cái Haki Platinum này trông nó rõ ràng, đẹp đẽ luôn, kiểu vậy. Đấy, thì cảm nhận chung của mình về cái hình thức là như thế. Tiếp theo là khi mà sờ vào thì wow, rất là mềm, rất là mịn, nói chung là rất sướng tay cả bên trong và bên ngoài luôn. Bìm thì cũng không hề có mùi, tức là không bị gọi là sặc cái mùi ni lông hay mùi nhựa lên á. Ngửi khá là dễ chịu, nó cũng không có mùi thơm đâu. Nhìn chung là nó không có mùi gì đặc trưng cho lắm. Đó là tổng quan chung khi mà mình nhìn thấy cái bìm này, sờ cái bìm này. Xét về độ mềm mịn của bìm này thì mình phải chấm kiểu 10 điểm luôn. Rất là mềm, rất là mịn luôn, sờ sướng tay. Đây, mở ra cho mọi người xem cái phần bên trong của nó như thế nào. Đấy, theo như hãng nói thì cái bìm này có tới 5 lớp. 5 lớp lận, tức là 5 lớp là nhiều lớp đúng không? Nhưng mà nó lại không làm cho cái bìm bị dày đâu. Bìm vẫn rất là mỏng, rất là mềm và cầm thì kiểu thích ấy, kiểu đấy. Và ngoài cái việc là cái lớp lõi trong của bìm này này, nó có nhiều những cái lỗ để thấm hút, thì mình thấy cái bề mặt này ấy, nó khá là giống với lại bông tẩy trang của chị em phụ nữ và nó cũng mềm như vậy luôn á. Xét về độ mỏng thì đây cũng là một trong những bìm mỏng nhất mà mình từng sử dụng luôn. Bìm chỉ mỏng có 5mm thôi các mẹ ạ. Và đặc biệt là cái độ mỏng từ trước ra sau nó được dàn đều luôn, mỏng cả phần trước cả phần sau. Cái bìm Haki Platinum này nó chỉ mỏng bằng gần một nửa của Muni Natural thôi á. Xét về thiết kế của bìm này thì mình cũng chấm điểm rất là cao luôn. Mình đã nói ngay từ đầu là mình ưng cái thiết kế ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Này các bạn nhìn này, xinh xẻo không? Cái màu được sử dụng cũng rất là dễ chịu luôn, trắng hay là xanh này. Đó, và những cái hình họa trên này đó, sử dụng hình cái cây, hình con bướm, hình bông hoa. Và màu sắc thì, đấy các bạn nhìn không? Nhìn nó cũng rất là nature luôn, đúng với lại cái tên mà hãng đặt ra là Nature Made. Đó, còn đây là bìm dán này, đây, bìm dán. Đây là một chiếc bìm dán size S cho mọi người nhìn. Đó. Rồi, thiết kế thì mềm mịn và đặc biệt là phải để ý cái thiết kế phần chun lưng và phần bo, phần đùi của em bé. Thì ở hai cái tã dán và tã quần này mình đều đánh giá là cái phần chun lưng và phần bo ở đây ấy, thì đều khá là mềm rồi. Tuy nhiên thì cái phần tã dán ấy, thì người ta vẫn đang sử dụng một cái, đây, cái phần lưng này, thì vẫn là cái phần chun may. Khá là giống với các loại bìm khác, không có gì để nói lắm. Nhưng với cái phần tã quần, trời ơi mình ưng dã man, thì cái phần chun lưng này không hề có đường may luôn. Và khả năng co giãn thì siêu tuyệt vời, các bạn nhìn nhá. Này, kinh khủng không? Kiểu Sóc nhà mình là một bạn bụng khá to, mông mùi khá to ấy, thì mặc cũng không bị quá hằn, mặc dù là vẫn hơi hằn một chút. Trong khi với các bìm khác là bạn ấy bị rất hằn luôn ấy. Đấy, kiểu siêu co giãn cái chun lưng này luôn.
chun đùi cũng như vậy này. Rất là thích luôn á. Đó. Và với cả tã dán, tã quần thì đều có cái đường vạch báo ở đây. Với tã quần XL thì cái vạch đấy màu vàng. Với size M thì lại là màu xanh. Với tã dán thì lại là màu xanh. Không hiểu vì sao phải thay đổi màu như vậy. Nói về form bỉm thì đây không phải là form dạng đũng dài hay là to phần ngang đâu. Nó cũng là form thường thôi. Mặc dù là nhìn nó khá to nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là form thường thôi. Tuy nhiên nếu mà so sánh với Muni chẳng hạn, đây là một cái bỉm Muni quần XL. Đấy, còn đây là Hagi Platinum quần XL nha. Thì các bạn có thể thấy là cái bỉm Hagi này nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Đây, đặt vào thì sẽ thấy nó nhỉnh hơn một chút xíu. Đấy, tức là nó sẽ to hơn Muni một chút. Cái phần chun này nó cũng sẽ cao hơn Muni một chút, tức là nó sẽ qua hẳn phần rốn của con, cái đai này này. Xét về độ thấm hút và độ khô ráo thì mình phải chấm 10 trên 10 cho cái bỉm ấy luôn, vì thấm hút cực kỳ tốt. Sóc và mía nhà mình sử dụng bỉm này trong những ngày tháng tè nhiều nhất ấy thì vẫn ngủ đêm vô tư, tức là ngủ được khoảng 12 tiếng đấy. Và thêm nữa là không hề bị kiểu trào lên này, không bị trào, không bị ẩm và không phải kiểu cả nhà dậy trong đêm để thay bỉm ấy. Đó, và cái bỉm này còn được đặc điểm nữa đó là nó thấm hút rất là nhanh, bởi vì khi con tè xong ấy, mình thò tay vào, mình sờ xem mông con có bị ẩm không và bề mặt bỉm có ẩm không ấy, thì wow, rất là bất ngờ, bề mặt bỉm khá là khô ráo và mông con thì cũng không bị ẩm mà còn kiểu mềm mịn ấy. Đấy, thì khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết là à, hóa ra là cái công nghệ của Hagi Platinum là sử dụng công nghệ 3D cho cái bề mặt bỉm này, công nghệ 3D, và có tận hơn 9.000 lỗ thấm hút. Thế nên khi mà kiểu chất lỏng đến một cái là nó thấm hút siêu nhanh và nó sẽ kiểu khô thoáng ấy, giữ cho cái bề mặt bỉm cực kỳ là khô thoáng. Đây là một điểm cộng đúng không? Để các mẹ có thể hình dung rõ hơn về độ thấm hút và khô ráo của bỉm này thì là mình sẽ làm một cái test nhỏ nhỏ nhá. Mình đã cắt đôi cái bỉm này ra, nhưng không phải cắt đôi mà cắt hai bên cạnh để cho nó dễ test. Và đây là một bình nước chè 500ml, nửa lít nước chè của mình đó, và giấy để mình sẽ độ thấm hút. Rồi, bắt đầu nha. Đây là mặt trước của bỉm, mình sẽ bắt đầu đổ phần nước chè này vào đây như kiểu là con té ấy. Đó, mình sẽ bắt đầu đổ nha. Đây là 500ml nha các mẹ. Rồi, bắt đầu này. Ta-da. Mình sẽ đổ một lần. Nào, quan sát nó. Wow, các bạn thấy không? Đấy, nó ngấm xuống rồi này. Nó ngấm xuống rồi này. Để trả lại cái bề mặt nó có vẻ bình thường hơn rồi này. Đấy, để một chút xem nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thử dùng giấy. Mình xem là đây, đây là cái phần khi mình đổ đúng không? Cách được khoảng 10 giây rồi nhỉ? Đây, mình dùng giấy nhá, mình thử nhá. Đây, khô ráo này. Sờ vào khá là khô rồi đấy. Nói chung là mình nghĩ là bỉm này có cái mức độ thấm hút rất là nhanh. Khi đổ nước một cái là những cái lỗ này, nó thấm luôn này. Đó, đây, căng ra nhìn luôn. Đó, nó sẽ dàn xuống, bây giờ đổ tiếp nha. Đấy, thì về cái mức độ khô ráo là đạt tiêu chuẩn rồi nhá. Thì xem nó sẽ thấm được bao nhiêu ml tất cả. Mình sẽ tiếp tục đổ vào đây. Mình đã đổ rất nhiều ấy. Chỗ này là mình đổ bao nhiêu rồi nhỉ? Xem còn bao nhiêu đã. Ở đây là mình còn 200, mình vừa đổ vào đây 200ml ấy. Chỗ này là 200ml này. Thì nó đương nhiên là nó sẽ trải xuống rồi. Xem bề mặt trước này. Đấy, bắt đầu vạch báo này, nó báo này. Các mẹ nhìn thấy không? Nó báo hết luôn cả cái màu vàng của cái vạch rồi này. Chứng tỏ là thấm này. Mình nghĩ là thấm thêm một chút được vì ở đây nó chưa hết ở chỗ này. Nó cũng chưa xuống hết được dưới này. Đấy, vẫn còn một chút nên là mình sẽ đổ thêm nha. Mình sẽ tiếp tục đổ thêm một chút. Mình đổ thêm khoảng 100ml đi. Rồi, đó, mình đổ khoảng vào 100ml rồi đấy. Xem nào. Ok, đó, thì khi mà mình đổ vào đây khoảng gần 400ml nữa thì các bạn có thể nhìn thấy hai bên này nó có cái vạch chống tràn ở bên này này. Nó vẫn chưa bị tràn ra, nó chỉ đến đây thôi. Đây, cái vạch chống tràn ở đây chưa bị tràn này. Bên này cũng tương tự như thế. Đó. Và cái bề mặt bỉm bây giờ thì thực sự là nó đã sũng sượt nước rồi. Nhưng mà mình vẫn sẽ thử test bằng giấy xem. Ví dụ đây là mông con nhá. Xem nào. Đấy, khi mà mình đổ rất nhiều nước thì bắt đầu bị ẩm rồi này. Mình nghĩ là bỉm này sẽ chứa được khoảng 350-400 là cùng, không thể chứa nhiều hơn nữa. Xem mức độ dàn nhé. Được cái là nó không bị đóng cục các mẹ ạ. Nó dàn đều phết ạ. Ok. Đó, nếu mà so sánh với lại Muni Natural hay là Muni thường thì mình thấy là bỉm này sẽ có khả năng thấm hút tốt ngang hoặc thậm chí là tốt hơn luôn so với Muni thường ấy. Và nó sẽ đỡ bị cộm hơn so với lại hai cái bỉm kia, tức là cái mức độ dàn của nó tốt hơn. Tuy nhiên thì cái Hagi Platinum này thì mình thấy là nó vẫn chưa dàn đều được 100% từ trước ra sau đâu, mà nếu mà bé tè nhiều vậy thì nó vẫn sẽ bị cộm ở phần phía trước một chút nha. Thế nên thôi thì trừ điểm thôi, chỉ được 9/10 thôi, không được 10/10 nữa. Xét về chất liệu thì đây là thông tin do hãng đưa ra nha, là bỉm này sử dụng 100% sợi tự nhiên. Wow, thật sự là một sản phẩm mà các bạn có thể
thử sử dụng nếu mà đang tìm một sản phẩm tự nhiên nhé. Và tất cả cái phần nguyên liệu ở đây thì đều được sử dụng là những nguyên liệu chất liệu mềm nhất của nhà Huggies rồi. Đó, bỉm này thì còn có bổ sung vitamin E đến từ mầm lúa mạch để nuôi dưỡng làn da mông cho bé nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao mà Sóc và Mía nhà mình sử dụng bỉm này thì cũng không thấy bị hăm, không thấy bị ngứa, bị mẩn và mông sờ khá là mịn màng nữa. Xét về giá thì mình thấy bỉm này giá tã dán khá là ổn, từ khoảng 5.500 trở lên. Đó, thì vì có size từ size S trở lên mà đó. Nhưng mà tã quần thì mình thấy hơi mắc. Ví dụ như là Sóc nhà mình đang sử dụng cái bịch này là quần XL thì mình mua là 385.000 một bịch, có 38 miếng, tính ra là hơn 10.000 một miếng thì hơi đắt đúng không, với một cái tã quần của em bé. Tuy nhiên thì đúng là dùng thì cũng thích thật. Như vậy là mình đã review xong về Haki Platinum rồi. Nếu các bạn muốn biết thêm một điều gì đấy về cái hãng bỉm này nữa thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình nhé. Và trong những tập tiếp theo review bỉm, mọi người sẽ muốn loại bỉm nào được lên kệ thì cũng nhắn cho mình biết nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. À, đừng quên đăng ký kênh này để xem tất cả những review chân thật nhất về thế giới bỉm sữa nhé. Bye bye.